của. Hello. Ta làm cái hoa văn này là mình lấy lại hoa văn cũ mà vô luôn nè. Đương kim vô địch năm đó đó. Đúng. Năm 2022 giải nhất là hoa văn này nè. Đúng đúng hoa văn này. Mấy anh em làm lại xuống hai chiếc này làm y gan nhau vậy đó. Vậy là trường nữ sơn này lại giống vậy luôn. Đúng rồi, phải đúng rồi, phải cho một cặp anh em sinh đôi người ta chứ. Để người ta phân bì sao. Đâu rồi ha anh dặn ha. Bởi vậy không gài vô cái mùa cắt lúa nè. Đúng là đời hiện đại các bạn. Giờ là máy móc không ha. Đưa qua vẽ anh là xong. Vừa luôn hả ta, lấy cây mình lấy cây câu bên đây qua cũng vừa luôn hả? Vừa đây, cái mũi nó bằng nhau, cái lái vậy cho nó dài thôi. Vậy là nếu lái vậy là mình phải lấy cây câu khác rồi. Cây khác chứ, cây câu nó mới làm rồi xong. Vậy là cây đó là cây ăn sao đó ha. Cây sao đó mới làm xong. Rồi các bạn nhiều người xem nha. Tiếp tục hôm nay mình lại là chùa tổng quản các bạn. Đó thì hôm nay mình lại quay chùa tổng quản là anh em và nghệ nhân cũng đang chuẩn bị sắp xếp những cái cây cần câu và cây cảo này kia các bạn. Đây là để chuẩn bị cho chúng ta vào ngày mốt là hạ thủy ghe ngò lớn của chúng ta nha các bạn. Thì cũng đã chuẩn bị gần tới ngày đua tại vùng riền đó, cho nên bây giờ chúng ta hạ thủy để test thử tốc độ và tập luôn nha các bạn. Đây tới giải đua huyện Dùng Riền thì cũng sắp tới rồi đó. Đây là cái chiếc ghe ngò mới thì bữa hổm mình có quay một lần cho bạn xem, là nghệ nhân là danh dạng đó. Còn đây thì ghe ngò của tổng quản đã từng đương kim vô địch tại Gò Quao đó. Thì bây giờ là do nghệ nhân Danh Vũ đóng. Đây là một ông rồng xanh đó các bạn ha. Ông rồng thì các bạn đã hiểu đó là đã từng đương kim vô địch. Còn bây giờ thì tổng quản chúng ta đã thêm một có thành viên mới, đó là ghe ngô bự luôn nha, do nghệ nhân Danh Dạng đóng đó. Bây giờ anh em đang khiêng cây cần câu. Cây cần câu này, cây cần câu là của bên ghe ngò cũ luôn đó nha các bạn. Ủa mình đem qua đây luôn hả? Ồ vậy là xài cây cần câu cũ luôn. Trời ơi. Vậy là danh nghệ nhân Danh Dạng lấy cây cần câu cũ bên ghe của ghe cũ lấy qua ghe ngò mới các bạn. Thì mình cũng nói lại cái tổng cái ghe năng ngò này thì cái chiều dài nó tổng hết là 29m nha các bạn. Nó dài hơn cái ghe ngò cũ của mình. Đó, ghe ngò cũ mình thì ngắn hơn 1m, hình như là 28m à. Rồi bây giờ thì các anh em đang dời cây cần câu qua, dùng lấy cây cần câu cũ của ghe ngò đương kim vô địch qua luôn. Ghe ngò tổng quản thì các bạn biết phải nói là cái nếp sống của hello. Bữa nay mình cũng ít anh em nha, có mấy người dời cây câu thôi. Nói ngay qua văn ấy thì chưa xong nha các bạn, hình như là bữa nay nữa mới xong, nhưng mà giờ này thì thợ chưa qua vẽ nữa, là ngày mốt hạ thủy rồi đó. Lên. Quá im. Rồi năm nay mình giải nhất coi. Năm rồi mình cũng xém giải nhất rồi. Không mà năm rồi. Mà đâu thua ai được trời. Đúng rồi. Danh tiếng mà. Dưới đợt rồi nghe nói là mình lo do một cái số kỹ thuật cây cần câu của mình nữa đúng không? Cây cần câu mình đó. Không, cây cần câu mình đợt rồi nó bị sự cố, nó bị gãy hay gì đó. Nó
gãy đổi lại đó. Gãy đổi đúng rồi. Chứ cái cây cây hàng câu mà đã đương kim của mình thì nó bị gãy cho nên hơi thất bại. Cho nên là sẽ nhường ngôi lại cho là cái đuốc nhỏ tại huyện Cần Quyền. Năm nay cố gắng lấy lại cái. Năm nay cố gắng ha. Năm nay cố gắng dữ lắm luôn á. Anh em năm nay anh em bên tổng quản cố gắng năm nay lấy giải này nha các bạn. Là tới đó chắc mình giữ ghe mới này luôn quá hả ta. Vậy là vài bữa mình hạ thủy là mình để mình giữ ở vùng ghiện ha. Rồi ghe nào đi Sóc Trăng đây không biết, chắc ghe này luôn quá. Đó các bạn, bây giờ thì ghe này là chuẩn bị đi đấu Sóc Trăng sao y đấu vùng ghiền rồi là sẽ giữ bên Sóc Trăng luôn nha các bạn. Đó thì nói đầu ngay đợt hổm mình có hỏi sư cả thì sư cả cũng có chia sẻ các bạn xem đó là do là tỉnh không có điều, nhưng mà cái này là sư tự đăng ký đi và tổng chi phí chiếc ghe ngò này là tự chùa tổng quản của chúng ta đã tự sức chi phí ra đóng nhà luôn, không có ai hỗ trợ cho nhà chùa tổng quản cho sư luôn đó nha các bạn. Đây là cái đam mê và cái phong trào của chùa tổng quản chúng ta thì sư tự chi ra để đóng một chiếc ghe ngò mới để đi qua tỉnh bạn đấu luôn, đăng ký qua tỉnh bạn đấu là tại Sóc Trăng. Nét quay văn, cái nét quay văn này là cái nét quay văn đặc trưng cũ của chùa tổng quản nha các bạn. Ghe ngò tổng quản ngày xưa chúng ta làm cái quay văn này là mình lấy lại quay văn cũ ngày xưa luôn nè. Đương kim vô địch năm đó đó. Đúng. Năm 2022 giải nhất là quay văn này đó. Đúng quay văn này. Mấy anh em làm lại xuống hai chiếc này làm y gan nhau vậy đó. Vậy là trường nữ sơn này lại giống vậy luôn. Đúng rồi phải cho một cặp anh em sanh đôi người ta chứ để người ta phân bì sao. Chưa ha, mới gắn lỗ tai thôi chứ chưa lên. Đúng rồi, ở đây là cái nét quay văn của nhà đương kim vô địch 2022 tại Gò Quao nha các bạn, tổng quản. Nhưng mà sau này thì sẽ sơn lại cái ông rồng này thì nói ngay cũng không có đạt được thành tích gì. Về Gò Quao thì chúng ta thấy bị lội, và ở vùng ghiền hình như ta đạt được giải ba giải tư gì quên rồi, ở vùng ghiền giải ba mình ăn gì ở bên đội bạn qua có thum, còn địa môn hình như lội đó. Qua đó, đây là cái nét quay văn cũ của ghe ngò chúng ta chưa trở lại nha các bạn. Quá đẹp ha. Đó thì thôi mình cũng quay tổng thể cho các bạn xem trở lại một lần nữa để cho các bạn xem đây là bên trong. Nhưng mà các bạn để ý thì kỹ thì cái chiếc ghe ngò này của danh dạng đóng thì các bạn xem là cái hậu nó sẽ dài hơn cái ghe ngò cũ là do danh Vũ đóng nha. Đó, với lại đó là thêm một cái nữa là nghệ nhân danh dạng hạ cái mũi thấp lại nha các bạn, thấp hơn cái ghe bên danh Vũ, cái mũi nó sẽ đà hơn, còn bên đây thì cái mũi nó hơi ngắt hơn ha, các bạn thấy cái mũi cao, còn bên đây thấy nó rất đà, dòm hai cái nhọn kìa, đã hết hồn ha. Tổng thì 29m đây, mới về gang câu qua đó, cảo rồi này kia chuẩn bị rồi hết trơn ha, băng ghế này kia xong hết. Đây thì mình quay bên trong nha cho các bạn xem. Bề ngang thì bằng, hậu dài thì dài hơn. Cái này thì quay bên trong ha. Rồi, đây, nghệ nhân mình nha các bạn. Nghệ nhân đang cắt các cái này để chắc chim cần câu hả? Chim câu. Tính ra anh nghệ nhân danh dạng vừa đóng mà vừa công chuyện nữa nha các bạn, chứ nếu mà đóng thẳng thét thì cũng đâu có bao lâu đâu ha anh dạng ha. Bởi vậy hổm gài vô cái mùa cắt lúa nè. Đúng là đời hiện đại các bạn, giờ là máy móc không á. Đưa qua ghẹn là xong. Đúng rồi, hình như hậu dài hết hồn ha, sao dài hơn một khúc luôn nè. Rồi lái mình bằng không? Cái chiều cao á.
chiều cao bằng. Ờ à, chiều cao bằng ha, nhưng mà mình hạ mũi thôi. Hạ mũi thôi. Ờ à, đó. Sao những bằng cái những xe bằng nhau. Ừ, đây các bạn, dòm nè. Hết thòm luôn chưa? Đó, lên hoa văn thì cũng sắp sửa xong. Rồi thì vài bữa nó sẽ lên lại cái hoa văn ông rồng này, sẽ đổi lại cái lên hoa văn thứ này lại luôn. Đó là lấy hoa văn cũ của tổng quản chúng ta ngày xưa nha bạn. Đây, nét hoa văn nè. Dụng cụ của của họa sĩ nè. Bữa nay anh họa sĩ mình ảnh công chuyện hay sao, giờ này chưa thấy ảnh qua. Qua cái màu là ảnh đẹp hết hồn luôn trời. Rực rỡ cái màu luôn. Hồi nãy mình quay bên trong, bây giờ thì mình quay ở ngoài lại cho các bạn xem thấy hoa văn nè ha. Quá đẹp ha. Chưa đủ nữa đó nghe các bạn. Cái này hình như chưa đủ nét đâu anh Dặn ha. Chưa đủ nét đâu. Chưa, ừ. Cái này mới có 2-3 nét à. Còn nhiều nét lắm. Ừ. Mà ngày mốt hạ thủy rồi đó mà kiểu này rồi sao kịp trời. Lộn chết luôn này. Ai cha. Ông ngoài mà ông gì không? Thấy cái dáng ghe cũ mình làm như thấy nó mỏng hơn cái dáng ghe mới mình hả ta? Không phải đâu, tại cái này hả ta cười nó chim be lên đó. Ờ. Nó ngập chìm nước ngoài đó. Đúng rồi, có cái lợi nè. Có cái lợi. Ờ, vậy là cái này nâng cấp lên các bạn. Cũng như nó hơi khẩm vô nước mình nâng cấp lên ha. Vừa luôn hả ta, lấy cây mình lấy cây câu bên đây qua cũng vừa luôn hả? Vừa, đây cái mũi nó bằng nhau, cái lái thì cho nó dài hơn. Ờ, vậy là nếu lái vậy là mình phải lấy cây cần câu khác rồi. Cây cần câu khác, cây cần câu nó mới làm rồi xong. Ờ, vậy rồi vậy là cây đó là cây ăn sao đó ha. Cây ăn sao đó mới làm xong. Bởi vì tôi cũng hơi thắc mắc, nó cái ghe mình dài hơn mà đem cây cần câu cũ qua rồi sao vừa. Cái mũi vẫn như vậy mà cây cần câu nó dài hơn. Ờ, ờ, vậy là mình chỉ thay đổi cây sao thôi. Ờ. Vậy là lấy cây chừng ân trước được nha các bạn. Còn cây ân sau tại cái ghe mình dài hơn. Buộc phải lấy cây đàn câu dài hơn. Ừ? Ở vùng Nguyên Minh nè. Ở khu vực Tranh Một nè. Xa lạ gì đâu. Ừ. Phê nhà mình không luôn. Bởi hỏi sao năm nào mà không có tôi quay. Vậy chứ gắn đây. Rồi, còn đây thì cây cần câu ở sau lái nha các bạn. Cây cần câu mới hoàn toàn luôn đó. Sơn đen thui luôn. Xong hết trơn ha. Bây giờ gác lên là buộc là thử ghe thôi. Đó, đây là một cái màu đặc trưng của tổng quản của mình ngày xưa các bạn. Đương kim du lịch 2022 tại Gò Quao. Nhưng mà lúc đó thì tổng quản chúng ta đúng ra là sẽ được điều đi Sóc Trăng. Nhưng mà bị dịch Covid rồi rút ruột ở lại luôn, không được điều luôn. Rồi tới 2023 sẽ đua lại thì lúc đó thì mấy vừa năm rồi thì thôn Dôn đã đương kim vô địch, còn Sóc Sâu thì cũng đương kim vô địch lại, cho nên là bây giờ tỉnh thì sẽ điều cho hai ghe ở Sóc Sâu và thôn Dôn, nhưng mà tổng quản của chúng ta cũng sẽ đi. Đó là sư cả tự đăng ký đi qua tỉnh bạn để thi đấu nha các bạn. Thì hôm nay mình cũng vô quay chia sẻ cho các bạn xem một số là chiếc ghe ngò tổng quản chúng ta đã sắp hoàn thành. Bây giờ thì nghệ nhân danh dạng đã đang làm cái cần câu gác qua. Rồi ngày mốt thì sẽ hạ thủy. Hạ thủy là mình test luôn ha anh Dạng ha. Test luôn à. Coi thử kết quả ra sao. Kết quả sao? Coi kết quả sao, đặng mình còn chỉnh sửa đâu nữa chứ. Đó. Vậy thì mình cũng sẽ biết được kết quả nha các bạn. Rồi ngày mốt mình sẽ trở lại, mình sẽ quay cho các bạn xem là ghe ngò tổng quản hạ thủy ghe ngò mới. Đó các bạn xem nè. Thấy không? Cái hậu của nó đà, các bạn thấy cái ghe ngò mới cái hậu của đà, còn cái ghe ngò cũ chúng ta cái mũi nó cao lên nè. Các bạn thấy trên là hết hồn luôn ha. Coi nè. Đó, đà ghê luôn không? Dòm nó mạnh ha. Tính là cái mũi nó đà là dòm thấy nó mạnh lắm. Cái này mà nó lũi đi à, cái này là nó đi nó dẹt kìa, nó không nhảy ra. Hết hồn luôn. Bạn coi cái hậu nó liệt ha. Coi nè, còn ở bển thì nó vớt lên.
quay xa xa để mình phân biệt được hai cái này các bạn, coi nó cao thấp rồi nè ha. Lấy từ cái lợi từ mấy đó luôn nha, lấy từ cái quà anh Dạng anh Hạ là từ từ tới cái đuôi cái mí cần câu luôn á trời, anh Hạ dài dài xuống luôn á bạn, thấy không, hạ từ mấy chỗ anh đứng luôn đó ha, hút anh này đẳng tí nữa là anh Hạ dài dài xuống luôn nè đó các bạn, giờ có cái chớn nè đó, tới đây đi xuống ha, đẹp không, lung linh chưa, cao thấp quá đẹp, mấy cây dân cũ của mình đẹp thiệt luôn chứ bộ ha, đẹp lắm luôn, cao thấp dữ dằn hai bạn ạ. Giờ hai cái mũi ghe ông này ổng đà nhưng mà cái hậu mũi ổng cứng ổng bự ha, giờ thấy mạnh. Còn ông này thì nè các bạn coi cái độ cong quớt lên nè ha, từ mấy đó quớt lên thấy độ độ nó hơi yếu hơn ha, phân biệt ha, nó cao thấp mà nè, còn nó đà dưới nó quớt lên nè đã không đó. Rồi còn đây thì phải nói là ghe này thì mình không có thể nào mà mình biết được luôn em, ghe này là đục một nha bạn, ghe này thì chú bữa hổm ổng bảy mấy tuổi đâu, tám mấy tuổi chứ mà ổng chưa biết là nó có hồi nào nữa. Ổng lúc mà ổng biết là ổng đã bơi ghe này đó là ổng có bơi rồi nhưng ổng biết có ở đời nào luôn. Đó là đục một, là một thân cây một đục ra một cái là thành cái ghe ngon nè các bạn, không có mối nối gì trơn nè ha, nguyên cái chớn của cây này. Đó, cây này tính như vậy là ghe này dữ lắm rồi, trăm ngoài 200 năm chứ không ít đâu. Cả trăm năm á, đục một nguyên một cái cây sao là mình đóng thành phẩm luôn, đục ra thành cái ghe ngon luôn. Rồi bây giờ vô mình coi anh nghệ nhân mình nè đang đẻo cái cây để lót cây cần câu. Vì bữa nay ngày à, đúng rồi, bây giờ mình cũng chưa quyết định được đâu, có khi tới mình xuống mình thử ghe mình nó mới nó mới nằm chỗ nào được. Ừ. Lợi hại lắm luôn á, quan trọng dữ lắm luôn cây câu này đó. Quan trọng dữ lắm luôn đó. Đó là cũng như cái sinh sống của người ta. Dạ dạ đúng rồi đó. À. Quan trọng nhất luôn. Hết hồn. Bên đây cũng quay văn cũng vậy nha các bạn. Bên đây cũng chưa có xong, cũng mới có một phần. Mà ngày mốt thì đã hạ thủy rồi. Nhưng mà không biết anh họa sĩ mình nhắm kịp hay không. Nhưng mà ảnh thì chắc trong nghề chắc ta biết mà. Ta cũng tranh thủ chứ. Ha. Chữ nè, ở đây thì chữ mà vẽ rồi luôn nè mà chưa có lên màu nè. Nói chung là nghề ảnh này chắc ảnh cũng biết thì tranh thủ thôi. Tưởng bữa nay anh có vẽ thì mình cũng qua anh quay để cho các bạn trong người xem tham khảo để biết cái tay nghề vẽ của ảnh luôn. Rồi bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn.